Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 54: Mưa phùn lất phất. Bích Lạc Cung. Phóng Lan Cư. Biết phó chủ Mai thích hoa lan, Huyền Úc Nguyệt Đán mời hắn ở lại một đình viện trồng đầy hoa lan. Võ công của phó chủ Mai cũng đến từ Hoán Công Đại Pháp. Nhưng khác với dữ liệu của mọi người, sau khi chúng độc hắn không có sức đề kháng cực mạnh đối với độc thương như đường lệ tư. Dù văn nhân hách đã dùng đến thuật ngân châm, thì hắn vẫn không ngừng sinh bệnh. Phó công tử, chớ rời khỏi giường, người cảm lạnh còn chưa khỏe lại. Tỷ nữ vận thúy của Bích Lạc Cung bưng một bát canh cá, nhìn phó chủ mai ngồi xổm dưới gậm bàn đóng thứ gì đó một cách bất đắc dĩ. Công tử muốn làm gì thì bảo chúng tôi làm là được, mau đứng dậy đi khổ, khổ. Phó chủ Mai dường như đã quen với việc chịu lạnh sinh úm vặt này rồi. Chỉ bị cảm cúm, à, chỉ bị cảm lạnh xíu xiu thôi mà, mấy bữa là khỏi, không sao đâu. Ta xong ngay đây, đừng nói với Tiểu Nguyệt, ta sợ hắn ném luôn cái bàn này đi. Hắn giống hệt A Lệ, tính tình hơi lãng phí, đóng lại một chút là đẹp rồi. Vận Thúy há mồm nghẹn họng nhìn hắn đóng đinh, mới lầu hạ phó chủ Mai mấy ngày thôi mà nàng đã thấy trời đất quay cuồng cứ như một ngày trời sập xuống vài lần vậy. Vị phó công tử này rất hay ngại, không muốn người ta hầu hạ, tắm nước nóng buổi tối cũng không bảo người hầu múc hộ, chẳng nói với ai mà tự mình xuống bếp lấy nước. Cuối tu mà hắn lại xách một thùng nước lạnh về tắm, đến hôm sau thì ốm luôn. Nàng mang trà bánh đến cho hắn ăn sáng, để rồi nhận ra hắn đã dậy từ lâu, tưới hết một lượt hoa cỏ ở phóng lan cư, quét dọn từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bữa sáng hắn đã ăn chung với người hầu múc nước trong bếp, làm nàng không dám tin. Ngày hôm sau, sáng tinh mơ nàng đã xuống bếp lấy cháo trắng, chẳng ngờ đã bắt gặp phó chủ Mai đang nói chuyện phiếm với đầu bếp Trương, cùng canh nồi cháo trắng trên bếp, càng khiến nàng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nàng hỏi hắn sao lại làm những việc này, phó chủ Mai vò đầu rất lâu, nói mình đã gây cho Tiểu Nguyệt rất nhiều phiền toái, chuyện gì làm được thì nên làm mà cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh như nấu chao trắng hay quét nhà thôi. Ngày nào hắn chẳng làm. Vận Thúy nghe vậy mới biết thì ra hắn là đầu bếp. Nhưng nếu đã là bạn của cung chủ, thân phận dù thấp kém đến dâu nàng cũng sẽ tận tâm chăm sóc. Buổi trưa nàng mang cơm nước đi, còn lựa chọn thức ăn cẩn thận. Nếu là đầu bếp thì chắc chắn sẽ rất kén chọn đồ ăn. Nhưng nàng cất công lựa chọn thức ăn cẩn thận mang đến. Kết quả phó chủ mai lại nhường ghế cho nàng ngồi không để nàng phải phục vụ vào bữa chỉ ăn hết một nửa số còn lại thì cất gọn gàng nói là cất đi để đến tối ăn vận thúy thấy hắn dọn đồ ăn thừa vào cảm thấy mình sắp phát điên luôn nhịn hết nổi mới nói buổi tối sẽ có thức ăn mới công tử không cần tiết kiệm như thế đâu phó chủ mai vò vò đầu chẳng để lời nàng vào tai nói hắn ăn đồ thừa là được rồi vận thúy chịu hết nổi rồi thử trò chuyện với hắn mới biết hóa ra vị phó công tử này xưa nay vốn không phải một công tử. Hồi nhỏ nhà hắn rất nghèo, lên 4 tuổi thì mẹ mất, năm 17 tuổi cha làm ăn thua lỗ, lao xuống sông tự tử. Hắn không được học hành nhiều, từ nhỏ đã đi làm công nhật để kiếm cơm, lúc nghèo khổ nhất mấy tháng trời không được ăn thịt. Có một lần đói không chịu nổi, hắn đành đi trộm bánh bao, đã nhảy vào tường nhà người ta rồi mà không dám trộm, kết quả vẫn bị họ coi là trộm, tóm cổ rồi ăn một trận đòn đau. Sau đó vất vả lắm mới tiết kiệm đủ tiền muốn mua thịt ăn, nhưng thịt lại tăng giá nên vẫn không ăn nổi. Cứ sống vô chi như thế đến năm 20 tuổi, hắn vào quán rượu làm sai vặt, sau đó gặp được quý nhân, vị quý nhân kia cho hắn một cơ hội đổi đời. Hắn cố gắng vất vả nửa năm, mong cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng lại vì rất nhiều nguyên nhân mà mất đi cơ hội này vận thúy từ nhỏ đã lớn lên trong bích lạc cung chưa từng biết đến nỗi khổ ở nhân gian nghe những chuyện vụn vặt hắn kể thì rất ngạc nhiên hỏi hắn làm sao luyện được võ công phó chủ mai nhíu mày suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nói ra nguyên nhân vận thúy nghe hắn giải thích lộn xộn một hồi cố gắng lắm mới nghe ra nguồn gốc võ công của hắn có liên quan rất lớn đến đường lệ từ mà luyện xong võ công dường như cũng chẳng mang lại điều gì khác biệt cho hắn hắn vẫn là một nhân vật tầm thường nhỏ bé dù đi đến đâu vẫn phải làm công nhật kiếm sống, làm nhiều nhất vẫn là sai vặt trong tiểu lâu. Có vài người trời sinh đã là cường giả, là kiêu hùng, là anh hùng, cũng có người trời sinh đã không phải. Huyền Úc Nguyệt Đán không biết võ công, phó chủ mai lại có võ công cao cường, nhưng nhìn qua đã thấy ngay hai người này ai mạnh ai yếu. Nhưng vận thúy không ghét bỏ phó chủ mai, tuy tính hắn giản dị bình thường, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng bản thân nàng nào có hơn ai nàng chẳng qua là một nữ tỳ nhỏ bé của bích lạc cung ngoại trừ không phải lo cơm áo thì cũng chẳng khác phó chủ mai là bao trên đời này người bình thường bao giờ cũng đông hơn cường giả cứ thành thật nhận mình không khác gì số đông cũng chẳng hề siêu phàm thoát tục thật ra đâu có gì là không tốt được rồi phó chủ mai đứng dậy vui vẻ nhìn cái bàn hắn vừa sửa xong cô xem đi xem đi thế nào Vận Thúy nghiêm túc ngồi xuống ngắm nhìn khe nứt kia. Đẹp rồi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng kẹt cửa, có người bước vào mỉm cười hỏi. "Đang làm gì thế, cung chủ?" Vận Thúy giật nảy mình, Huyền Úc Nguyệt Đán bước đi không gây tiếng động, nàng thật sự không nghe thấy gì. "Chúng tôi, chúng tôi đang xem, đang xem dưới gầm bàn, có con côn trùng lạ lắm." Phó chủ mai mặt mũi căng thẳng cứng đờ, thấy nàng không nói cho Huyền Úc Nguyệt Đán biết cái bàn này có tỉ vết hắn mới thở phào nhẹ nhõm côn trùng huyền úc nguyệt đán cũng ngồi xổm xuống tò mò ngắm chân bàn côn trùng gì vận thúy và phó chủ mai đưa mắt nhìn nhau con côn trùng ấy có bốn cái cánh tám cái chân hai cái đầu huyền úc nguyệt đán đưa tay vỗ nhẹ lên chân bàn lần sau thấy con côn trùng nào kỳ lạ nhất định phải gọi ta đấy vận thúy liên tục dạ vâng huyền úc nguyệt đán đứng dậy lấy trong ngực áo ra một vật tiểu phó người đoán xem đây là gì phó chủ mai đã mấy ngày không gặp huyền úc nguyệt đán chỉ nghe nói hắn ra ngoài rồi lúc này lại thấy nếp nhăn nơi khóe mắt hắn đã giãn ra trông thật ưa nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng mở to vô cùng đẹp đẽ phó chủ mai cũng cảm nhận được hắn đang rất vui vẻ không đoán được là gì thế tâm tư những người như a lệ và tiểu nguyệt hắn vĩnh viễn không thể đoán ra huyền úc nguyệt đán xòe bàn tay ra trong lòng bàn tay là một mảnh lụa mềm mại màu trắng. Mảnh lụa kia mở ra theo món tay hắn, để lộ một viên chân châu màu sắc nhu hòa, hơi thiên về xanh lục. Viên chân châu này to hơn đầu ngón tay một chút, trơn bóng nhẵn nhụi, hình dáng và chất liệu đều là hạng nhất, chẳng qua có vết xước mờ, còn bị cạo đi một lớp mỏng. Vận Thúy không nhịn được mà thốt lên. Lục Mỹ. Thấy một viên chân châu như vậy, dẫu là người ngu dốt đến đâu cũng biết nó là chân bảo hiếm có trên đời, lục mị trên mũ miệng hoàng đế. Phó chủ mai nhìn viên chân châu trong tay huyền úc nguyệt đán không chớp mắt, khi vận thúy thốt ra hai chữ lục mị, hắn cũng buột miệng hỏi. Còn An Lệ thì sao? Y thế nào rồi? Biện kinh xảy ra án mạng tay trời, năm người bỏ mạng chỉ trong một đêm. Mà ly kỳ hơn nữa là, trong năm người chết có bốn người mang mặt nạ đầu heo kỳ quặc khi quân tuần tra nhận được tin báo đi nhặt xác đã kéo mặt nạ của bốn người kia xuống kết quả khiến người ta phải chấn động bốn người chết ăn mặc kỳ quặc đeo mặt nạ đầu heo này chính là hai đôi hiệp lữ giang hồ đã mất tích mười mấy năm xưa nay vẫn nổi danh nghĩa hiệp dư luận lập tức xôn xao không biết rốt cuộc là ai độc ác đến thế biến bốn người thành hình dáng này rồi hại chết họ mà người chết cuối cùng khơi lên sóng gió còn dữ dội hơn vì hắn chính là cửu môn đạo vi bi ngâm kẻ này giết người vô số gây án mạng đếm không xuể quân tuần tra cũng đã nghe đồn từ lâu chẳng qua không làm gì được cao nhân giang hồ cỡ này thôi hắn bỗng dưng đột tử làm người ta vui mừng khôn xiết nhưng người moi tim vi bi ngâm bằng một đao rốt cuộc là ai bẻ cổ hai đôi hiệp lữ giang hồ kia lại là ai nữa kẻ giết năm người này rốt cuộc là chính hay ta kẻ đủ sức giết năm người này trung quy là người hay quỷ. Quân tuần tra không ngừng điều tra mọi manh mối, mà sóng ngầm trong hoàng cung đại nội mãnh liệt thế nào hẳn không cần phải nói. Dương Quế Hoa cực kỳ để tâm đến vụ án giết người này, dốc hết tinh thần, tra xét đủ mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn trong chuyện này, điều tra cả thôn dân sống giải rác dọc quan đảo. Hoàng thượng nghe chuyện này thì nổi giận đùng đùng, có kẻ dám công khai giết người trong tầm mắt của hoàng đế, thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn, lại còn vứt xác trên quan đảo gây ảnh hưởng quá nhiều, vị trí cách cung thành không đến năm dặm. Nếu hung thủ không đền tội, triều đình biết giấu mặt vào đâu. Lập tức hạ ngay mấy đạo thánh chỉ, điều động hai quan viên của hình bộ và đại lý tự phối hợp với tiêu sĩ kiều chủ tra án này. Chuyện này truyền đi rất nhanh, gây xôn xao từ trên xuống dưới, từ triều thần cho đến dân đen ai nấy đều bàn luận về kỳ án động trời này. Trên quan đảo cách thành Lạc Dương hơn 10 dặm, Đêm khuya hôm qua đổ xuống một trận mưa bụi, hoa cỏ rừng cây hai bên quan đảo cũng ướt đầm đìa, người qua lại trên đường thưa thớt vì mấy hôm nay không phải ngày họp chợ. Tiết trời cuối thu, mưa gió qua đi để lại bầu không khí lạnh buốt, cỏ dại dưới đất heo úa tiêu điều, lá rụng lả tả, khắp nơi đều là khung cảnh tàn tạ thê lương. Trong bụi rậm ẩm ướt ngổn ngang, có người ngồi dựa vào gốc cây, hai mắt khép hờ. Sắc mặt y trắng tái, bộ áo trắng trên người ngâm nước mưa và nằm xuống cỏ dại đã nhăn nhúm bẩn thỉu vô cùng, lại nhuốm máu một nửa, chính là đường lệ từ đêm qua vừa giết năm người xong. Sau khi giết người, y miễn cưỡng đi mấy chục dặm đường mà vẫn chưa thoát khỏi quan đạo này. Tuy muốn kịp thời trở về phủ quốc trưởng, nhưng dù sao y cũng là người không phải thần, lần này lực bất tòng tâm. Dương Quế Hoa đã sai người tìm đi tìm lại trên con đường này mấy lần, nhưng dựa vào hạng tạp binh như cấm vệ quân thì làm sao tìm được hành tung của y. Kết quả là cả thành xôn xao truy tìm hung thủ giết người. Thế mà đường lệ từ vẫn ngồi trong một bụi cây cách chỗ y giết người mấy chục dặm, cả đêm hứng mưa phun. Đêm qua, thật ra y không định giết người, ra tay ngoài thành biện kinh, giết người trong tầm mắt hoàng thượng, vì năm mạng người chẳng hề dính dáng đến mình mà kéo bản thân và phủ quốc trượng vào nguy hiểm thì chẳng đáng chút nào nhưng vì bi ngâm hùng hổ dọa người, phong lưu điếm muốn cướp ngọc lục mị, dưới tình thế bắt buộc, y đành bất đắc dĩ giết một mạch năm người. Giết người cũng chẳng đáng là gì, đường lệ từ ngồi dựa vào cây, hai mắt nhắm lại. Nơi này rất gần bích lạc cung, đêm qua trước khi trời mưa y đã buộc lục mị vào người chim đưa thư để nó mang về bích lạc cung, lúc này hẳn đã sớm đến tay huyền Úc Nguyệt Đán viên ngọc này rơi vào tay huyền Úc Nguyệt Đán sẽ phát huy công dụng cực lớn, không chỉ là cứu mạng ba người thôi đâu. Nhưng đương nhiên đối với huyền Úc Nguyệt Đán, cứu người là mục đích của hắn, những cái khác chỉ là thứ yếu. Hắn nhất định sẽ không chết. Dẫu chỉ là một tên ngốc đầu óc vụng về, nhát gan lại vô dụng, dẫu y luôn muốn dùng năm món tay mình bóp xi ít, hắn từng phân từng tắc một dẫu y chưa bao giờ hiểu một người mốc nghếch tầm thường như thế sao vẫn còn sống đến tận bây giờ dẫu toàn thân mình nhuốm máu để cứu một người như vậy không đáng chút nào nhưng dù sao vẫn phải cứu hắn y sẽ không đánh mất người bạn nào nữa còn những ai đã mất rồi sẽ có cách vãn hồi chỉ cần y liều mạng chỉ cần y tin tưởng chỉ cần y không buông tay có lẽ mọi thứ đều có thể quay về tách một tiếng nước mưa lạnh buốt giỏ xuống từ lá cây bắn lên quần áo y bộ áo trắng của y đã ướt đẫm từ lâu thậm chí vết máu trên áo đã bị nước mưa rửa đi quá nửa cái lạnh của đêm thu ngấm qua quần áo ngấm vào tận xương đường lệ từ ngồi yên không nhúc nhích hơi lạnh thấm đẫm cốt tủy khiến người ta thấy mình đang hưởng thụ một cảm giác sảng khoái tràn trề một tán ô màu tím nhạt trầm chậm lướt tới từ phương xa người che ô thong thả đi dọc theo quan đảo nơi này cách Lạc Dương một quãng xa, gần đây cũng không có làng mạc. Đường lệ từ mở mắt ra, nhìn tán ô màu tím nhạt lắc lư trong mưa như một đóa hoa, rồi lại nhìn quanh quất như đang tìm kiếm thứ gì. Tán màu tím kia đi rất lâu, chậm chậm đi đến bụi cây bên cạnh y. Người che ô đứng lại, tán ô kia chuyển qua đỉnh đầu y, dưới ô là một gương mặt hết sức quen thuộc, thanh tú mà không yêu mị, ánh mắt trong veo có phần mệt mỏi nàng nhìn đường lệ từ, lặng thinh không nói, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cô hãy về đi. Giọng vô cùng bình tĩnh. Cô gái che ô không đáp lại câu này mà Nhu Hòa nói. Đêm qua quan binh đã lục soát một lượt từng nhà ở Biện Kinh và Lạc Dương, nói là muốn bắt hung thủ giết năm người trong đêm. Ta nghĩ một nhân vật như Vi Bi Ngâm sẽ không dễ dàng chết trong tay kẻ khác. Nàng khom lưng xuống nhìn y đăm đăm. Dẫn người lục soát chính là Dương Tiên Sinh, Ta nghĩ hung thủ giết người là ai thì trong lòng hắn và ta đều hiểu rõ. Nhưng nếu hắn đã lục soát khắp nơi thì điều này cho thấy một là hắn không tìm được ngươi, hai là hắn cũng không muốn tìm được ngươi. Ta hỏi hắn tin tức về ngươi, hắn rất kinh ngạc vì chúng ta có quen biết, nói hôm qua hắn vẫn còn gặp ngươi trong cung, nói ngươi ra tay giết một con ếch, sau đó ai đi đường nấy. Nàng Từ Tốn nói, ta nghĩ chuyện ngươi giết con ếch đã để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Đường lệ từ hờ hững liếc nhìn nàng, dường như cảm thấy nói chuyện con ếch với nàng chỉ tổ phí nước bọt. Cô về đi, mưa thu lạnh buốt, trốn rừng núi hoang vu chẳng có gì mà đợi. Cô gái che ô lắc đầu, một lát sau nàng nói. Người giết nó, là vì ngươi thương xót nó. Trong mắt đường lệ từ xẹt qua một luồng sát khí dày đặc, y vẫn ngồi yên nhìn chằm chằm vào mắt cô gái che ô, chỉ thấy nàng cũng nhìn lại mình không chớp mắt. Ta nói với Dương Tiên Sinh, chuyện này không chứng tỏ ngươi là một quái nhân ưa giết chóc thành tính đường công tử bước vào giang hồ đối đầu với phong lưu điếm đả thương dư khớp phượng giết vi bi ngâm cứu rất nhiều người mai này sẽ cứu nhiều người hơn hắn nói ngươi giết con ếch giết chỉ vân hình như đối với ngươi thì cũng như nhau cả thôi ta nói không phải ai cũng có dũng khí gánh vác và hy sinh ngươi gánh vác rất nhiều lại mất đi rất nhiều mọi người không thể chỉ thấy ngươi giết người mà không thấy ngươi mất mát Ai làm được chứ? Ta không làm được, hắn không làm được, mọi người không ai làm được, nhưng ngươi lại làm được, không có nghĩa ngươi là một quái nhân. Đường lệ từ không đáp, ngoại trừ luồng sát khí vừa lướt qua đôi mắt, trông y vẫn luôn bình tĩnh vô cùng. Cô về đi. Y vẫn lặp lại câu đó, thậm chí giọng nói còn hết sức dịu dàng. Gió thu lạnh buốt, còn đứng đây nữa cô sẽ cảm lạnh đấy. A à, Thùy chậm chậm đứng thẳng lưng lại. Về với ta giọng nàng cũng rất bình tĩnh. Đường lệ từ không đáp, gió thổi mưa rơi quanh người y. Trong cơn mưa gió, gương mặt y càng thêm lạnh lẽo, cô quạnh. Đường lệ từ nàng hạ giọng quát khẽ. Trên đời lẽ nào chỉ có ngươi thi ân cho người ta, người ta buộc phải nhận, mà ngươi không thể nhận sự giúp đỡ từ ai khác sao? Nếu ngươi đã coi A Thủy là bạn, nếu ngươi đã ngồi đây không thể về phù quốc trượng, nếu ta đã tìm được ngươi, thì ngươi đương nhiên phải đi cùng ta cứ ngồi mãi ở đó, chẳng lẽ ngươi trông chờ Dương Quế Hoa sẽ bỏ qua cho ngươi hết lần này đến lần khác sao? Hay là mong tất cả địch nhân đều mù lòa, không thấy tình cảnh của ngươi, đồng ý tha cho ngươi một con đường sống? Hay ngươi tưởng rằng ngồi đây trong cơn mưa gió, vết thương của ngươi sẽ nhanh chóng lành lại? Hay ngươi cảm thấy nhận ân huệ từ A Thùy là chuyện nhục nhá? Nàng hạ giọng hỏi. Ngươi coi thường ta, có đúng không? Lần này đường lệ từ mỉm cười ý nghĩa nụ cười này chính là thừa nhận. Thủy che gắn ô màu tím nhạt, yêu kiều đứng trong mưa gió. Đường lệ từ không nhìn nàng nữa, nhắm hai mắt lại. Nàng vẫn đứng đó không đi. Mưa gió dần nặng hạt, ống tay áo hai người ngày càng ướt đẫm, đã sớm giỏ nước ròng ròng. Chờ rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi đường lệ từ biết chắc nàng sẽ không đi. Cuối cùng y cũng nhẹ nhàng nói. A à Thùy, cô là một cô nương tốt, Ta từng nói ta thích cô, mong cô sống tốt, cũng từng nói mong cô một lòng một dạ với ta, cam tâm tình nguyện leo lên giường ta, sống vì ta chết cũng vì ta. Nhưng mà... Y nói vô cùng bình tĩnh. Đàn ông này sinh ham em mờ, à, uốn với phụ nữ không có nghĩa là để mắt đến nàng, cũng không có nghĩa là muốn cưới nàng làm vợ. Lẽ nào cô đã từng trải như thế rồi mà vẫn không hiểu? Ta hiểu. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đáp đàn ông này sinh ham em mờ, uốn với phụ nữ, rất nhiều khi. Là xuất phát từ hư vinh. Đường lệ từ mỉm cười. Cô là một nữ nhân rất đẹp, mang nét duyên ngầm trời cho, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi nhẫn nhục chịu đựng, không chịu sống bám vào gã đàn ông nào. Một nữ nhân càng giống thế, lại càng khơi lên mong muốn chinh phục của người ta. Hách văn hầu bắt cóc cô, là vì cô không chịu khuất phục. Liễu nhãn mê luyến cô, là vì cô không mảng danh lợi. Ta tốt với cô, là vì trong lòng cô không có ta." Giọng càng thêm ôn hòa nhã nhặn, "A à, Thùy, chẳng ai tôn trọng cô cả, bởi vì không ai để cô vào mắt. Thật ra đàn ông chẳng khác gì nhau, đối với cô, Hách Văn Hầu là cửa, Âm Bạo, Liễu Nhán là lăng nhục, mà ta cũng chỉ là qua đường đó thôi." Y mở mắt ra, đôi mắt y cũng ẩn chứa ý cười rất văn nhã. "Vui chơi qua đường mà thôi." Bầu trời đùng đùng lóe lên tia sét, sắc mặt A Thủy trắng nhợt trong gió mưa. Ta biết đường công tử đang nói thật lòng. Bóng tím trước mắt đường lệ từ bay vút qua, nàng ném tán ô kia đi, đỡ lấy đầu vai y. Mưa gió ngày càng dữ dội, đi thôi. Y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nước mưa thuận theo suối tóc bàng bạc chảy vào vạt áo, lạnh lẽo thấu xương. A Thủy dốc sức đỡ y dậy. Nếu còn ngồi đây nữa thì cả ngươi và ta đều không chịu nổi, mưa nặng hạt quá rồi mưa quá nặng hạt tán ô kia đã không che được nữa đi thôi cô hãy cầu xin ta giọng đường lệ từ vẫn văn nhã ôn nhu như trước nếu cô cầu xin ta đưa cô đi thì ta sẽ đưa cô đi a à thùy im lặng một hồi rồi hạ giọng nói ta cầu xin đường công tử đưa ta về nhà chợt thấy thắt lưng bị níu chặt đường lệ từ đã vòng tay qua eo nàng nàng chỉ cảm thấy mưa gió bên cạnh bỗng trở nên thê lương cây cối mờ dần, còn mình dường như bay lên, lao vun vút vào màn sương chiều vô biên vô tận. Thân thể đường lệ từ lạnh lẽo như băng, nàng bám chặt lấy đầu vai y. Một lúc sau dường như cảm nhận được gì đó, nàng giơ tay lên, lòng bàn tay đỏ rực lóa mắt, máu đã nhuộm đầy tay. Vui chơi qua đường, gia kỹ chính là gia kỹ, tỷ nữ chính là tỷ nữ. Gió táp mưa xa, càng rơi càng nặng hạt. Suốt chặng hành trình vội vã này, nàng chỉ cảm thấy gió rít điên cuồng, mưa xối đến không tài nào mở mắt. Bên tai vang lên những tạp âm rào rào, hình như là tiếng cây cối đông đưa nghiêng ngả. Quãng đường mười dặm chẳng mấy chốc mà đi hết, đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì nàng đã đứng trong sân sau của hiệu sách hạnh dương. Tả áo trắng của đường lệ từ đã được mưa tẩy rửa sạch sẽ, không nhìn ra vết máu nữa. Suối tóc bạch kim buông xóa xuống, thấm đẫm mưa lại càng thêm mượt mà. Y vẫn đứng thẳng lưng trong mưa gió. Nếu không biết rõ y bị thương nặng, thì căn bản không nhìn ra trên người y có vết thương. A Thủy cũng đứng thẳng lên, đôi môi khẽ mấp máy, còn chưa kịp mở miệng thì Đường Lệ từ đã mỉm cười. Cô cầu xin ta đến nhà cô, không lẽ lại cho ta đứng ngoài cửa? A Thủy ngó khựng lại giây lát, không đáp lời y, lặng lặng mở cửa sau. Trong nhà không có người. Phụng Phụng cũng không thấy, Đường Lệ từ bước vào cửa, hỏi nàng: "Phụng Phụng đâu rồi?" A Thùy hạ giọng thở dài một hơi: "Ta gửi nó ở nhà bà Lưu, lát nữa sẽ sang bế nó về, ngươi, ngươi cứ ngồi vào phòng khách trước đã." Nàng vội vã mở cửa, đi sang nhà bà Lưu. Phụng Phụng đang chơi rất vui vẻ bên nhà bà Lưu, xe giấy dán cửa nhà họ Lưu, lại đập vỡ mấy quả trứng gà. Bà Lưu đau lòng trách mắng nó, nhưng cũng không nỡ đánh Phụng Phụng. Khi A Thủy bế phụng phụng về, nó vẫn cười khanh khách, kêu ê A vài tiếng. ban nãy khi nó còn quậy phá ở nhà họ Lưu, chắc bà Lưu đã khổ cực lắm. Trong lòng nàng vô cùng áy náy, luôn miệng xin lỗi, thầm nghĩ nếu sau này bà Lưu gặp khó khăn thì nhất định phải hết lòng báo đáp. Đi vòng trở về nhà, nàng thoáng dừng chân ở cửa. Đường công tử, không muốn chịu ân huệ của một ca kỹ, khi vui ý có thể dốc bầu tâm sự trò chuyện với ca kỹ nâng chén chia vui nhưng trong lòng y chưa bao giờ coi nàng là bạn bè chân chính dù bị thương nặng không thể bình thản ung dung như xưa nữa thì y vẫn muốn giữ lại phong thái bằng không sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nàng ngẩn ngơ đứng ở cửa bị coi là ca kỹ nàng cũng rất khó chịu nhưng con người ta luôn coi trọng cảm nhận của mình không thấy được nỗi buồn của người khác muốn giữ lại một phần tình nghĩa rất khó muốn làm tổn thương người khác lại hết sức dễ dàng thậm chí không cần cố ý ê a a a phụng phụng thấy nàng đứng ở cửa mãi không vào bất ngờ túm tóc nàng ra sức giật mà nó vẫn không biết gọi mẹ gọi nàng cũng bằng mà mà chấm a thùy cười khẽ xoa xoa lưng phụng phụng rồi nhẹ nhàng bước vào nàng nghĩ đường lệ từ hẳn là đang nghỉ ngơi bước vào nhà rồi nhẹ nhàng khép cửa lại đưa mắt nhìn vào phòng khách dưới nền phòng khách có những vệt lốm đốm nhỏ là vết máu nàng nhón chân chầm chậm bước vào đường lệ từ chỉ ngồi chống cằm trước bàn hai mắt khép lại y vẫn mặc bộ áo trắng ướt đẫm sau lưng một mảng máu tươi đỏ thắm đang từ từ loang ra hiển nhiên đã bị thương những giọt nước mưa hòa lẫn với máu tươi nhỏ tong tong xuống đất y nhắm mắt chống tay lên căm thần sắc cực kỳ ôn hòa trầm tĩnh dường như y chỉ thoáng chợp mắt vì mệt mỏi bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ đi. A Thùy khẽ mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nàng ôm Phụng Phụng nhẹ nhàng đóng cửa phòng khách, xoay người trở về phòng mình. Phụng Phụng tò mò nhìn cánh cửa phòng đường lệ từ, ngón út non mềm chỉ vào đó, e à vài tiếng. A Thùy bế nó về phòng mình, tắm rửa thay quần áo cho nó. Khi nàng bưng nước ra, trong phòng đường lệ từ vẫn hoàn toàn im ắng hiển nhiên y vẫn ngồi chợp mắt bên cạnh bàn, không hề nhúc nhích. A Thùy nhìn cửa phòng khe khẽ thở dài, mấp máy môi, nhưng vẫn không nói được gì. Muốn khuyên y thay sang bộ đồ khác, muốn dục y lên giường nghỉ ngơi, muốn hỏi y bị thương thế nào. Có muốn mời đại phu không? Nhưng trước vẻ mặt ôn nhá kia, nàng chẳng thốt ra được câu nào. Vui chơi qua đường. Khi đường lệ từ dùng sắc mặt bình tĩnh, lời lẽ dịu dàng nói ra mấy chữ này, họ đã không còn là bạn. Khoảng cách quá xa xôi quá rõ ràng, xa đến nỗi một câu quan tâm bình thường cũng là quá phận, chỉ còn cách lặng im. Ngoài kia mưa gió thét gào, hòa cùng sấm chớp rền vang. Phụng Phụng nhìn về phía phòng khách EA chán chê, thấy A Thủy không đáp lại, cũng chỉ còn cách tủi thân ngậm miệng, một lát sau thì ngủ. Hàng xóm hai bên đã đi ngủ hết, từ cánh cửa sổ khép hờ nhìn ra ngoài chỉ thấy lác đác vài nhà còn trong đèn. Bóng đêm đen tối thê lương tiếng mưa gió như hổ gầm ngựa chảy, chấn động khiến cả gian nhà dường như cũng đang lung lay. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nghe tiếng gió mưa, cứ ngồi đó mãi, rất lâu sau mới khẽ mỉm cười. Nàng không biết mình nên ngủ, hay là nên thức. Cốc cốc cốc, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ, A Thùy ngơ ngác đứng dậy. Trong đêm mưa gió thế này, không lẽ quan binh còn tìm đến tận cửa? Họ lại đến kiểm tra xem có người lạ nào khả nghi không, hay là Dương Quế Hoa đổi ý, sai người đến đây chỉ để tìm đường lệ tư. Dù còn nghi hoặc, nàng vẫn ra mở cửa. Ngoài cửa là một thiếu nữ áo đen dung nhan trong trẻo, thắt lưng đeo một thanh trường kiếm. Thấy A Thủy ra mở cửa, nàng nở nụ cười rạng rỡ Chúng ta có thể nghỉ tạm ở đây một đêm không? Mưa gió dữ quá, chúng ta bỏ lỡ mất quán trọ, cũng không biết đi đâu ăn uống, lại còn lạc đường nữa chứ. A Thủy mỉm cười dịu dàng. Cô nương là, ta họ Tên là Ngọc Đoàn Nhi. Cô nương ngoài cửa tính tình rất phóng khoáng. Chúng ta có ba người, vòng đi vòng về cũng chỉ thấy nhà cô sáng đèn, có thể ở nhờ không? Ba người ạ. À. A Thủy thoáng trầm ngâm rồi mở cửa. Hàn xá nhỏ hẹp, nếu mấy vị không chê thì có thể tránh mưa tạm trong sảnh. Hiệu sách hạnh dương không lớn, nàng cũng không phải chủ nhân nơi này. Chủ hiệu sách họ xà, sống ở mé Tây Thành, ngày thường mọi việc trong hiệu sách do A Thủy quản lý nên nàng được ở trong hậu viện. A à, Thủy lớn lên trong hậu viện này cũng gần như con gái nuôi của ông xa. Nhưng hiệu sách dù sao cũng không phải nhà giàu, hậu viện chỉ có ba gian phòng, một phòng khách, một phòng ngủ và một sảnh đường không lớn lắm. Thiếu nữ áo đen ngoài cửa mỉm cười yêu kiều, nụ cười không hề nhuốm mùi lo âu. Quay đầu gọi: Hai người vào đi. Vị tỷ tỷ này rất tốt, chịu cho chúng ta ở nhờ rồi. A à, Thủy lùi lại mấy bước nhường đường, liếc nhìn cửa phòng khách đóng chặt đường lệ tự ở trong đó, vẫn không phát ra tiếng động gì. Một nam tử áo vàng bước vào cửa, sau cổ người này cài một cây quạt lông đỏ, trên lưng cõng một người áo đen. Nàng liếc nhìn người áo đen kia, hắn dùng vải đen che mặt, nằm yên trên lưng người áo vàng cứ như đã chết, đôi chân đong đưa, thì ra đã gãy. Người áo vàng tính tình tiêu sái, dù cả người ướt sũng vẫn bật cười ha ha. Mạo muội quấy dày, cô nương đừng thấy lạ. Không biết nơi này có màn thầu hay bánh bao không? Chúng ta từ thiếu lâm tự xa xôi đến đây, dọc đường đi chạy chối chết, cứ chạy bừa không nhìn đường, đã nhịn đói hai hôm nay rồi. Chạy chối chết? a à, Thủy viêm ngác, nghe cách nói chuyện của hắn thì nhất định là người trong giang hồ rồi. Trong nhà không có màn thầu bánh bao, nếu ba vị không chê thì để ta xuống bếp làm ít mì chay. Nàng vẫn chưa suy đoán ba người bất ngờ xuất hiện này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dẫu là địch hay bạn dù ba người này muốn làm gì nàng đều không đủ sức ngăn cản, nghĩ họ là người hiền lành đơn giản có gì không được. Nàng xoay người đi xuống bếp, người áo đen nằm trên lưng nam tử áo vàng nghe giọng nàng thì giật nảy mình, đột ngột ngừng đầu lên. Ba người gõ cửa giữa đêm khuya đương nhiên là Liễu Nhãn, Ngọc Đoàn Nhi và Phương Bình Trai. Từ sau đại hội phương trưởng của Thiếu Lâm Tử, Phương Bình Trai huy anh hoang nói muốn đoạt môi phương trưởng, khiến người người đề mắt. Thế là đạt ma viện của thiếu lâm tự phái tăng lữ lần theo ba người Phương Bình Trai, muốn tra rõ lai lịch thân phận của họ. Phương Bình Trai vốn không để tâm có hòa thượng đầu chọc bám theo sau lưng như hình vây bóng, nhưng chuyện liễu nhãn bị hủy dung gãy chân đã lộ ra ngoài. Chỉ e hòa thượng đầu chọc theo dõi lâu ngày sẽ nhìn ra thân phận của liễu nhãn. Mấy ngày nay Phương Bình Trai dẫn theo liễu nhãn và Ngọc Đoàn Nhi tránh đông né tây, từ tung sơn chạy chối chết thẳng đến Lạc Dương vất vả lắm mới thoát khỏi hòa thượng thiếu lâm bám theo đằng sau. Nhưng họ lại gặp phải cơn mưa rào, đêm hôm khuya khoát không có chỗ dừng chân, thấy một nhà vẫn còn sáng đèn thì đành đi gõ cửa nhờ giúp đỡ. Thật khéo làm sao, họ lại gõ trúng cửa nhà A Thùy. Liễu nhãn bỗng ngẩng đầu lên, hắn nghe thấy giọng nói của A Thùy, nơi này là. Ánh mắt hắn xuyên qua mảnh lụa đen che mặt, thấy cách bày biện bàn ghế không có gì lạ, trong sảnh đường đơn sơ, thậm chí còn chẳng treo bức tranh Phật nào. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, nơi này có mùi vị của A Thùy. Hắn đưa nàng đi từ nhà Hách Văn Hầu, khi đó nàng là gia kỹ của Hách Văn Hầu. Hắn chưa bao giờ hỏi nàng, trước khi bị bắt làm gia kỹ, nàng đã từng là một cô gái như thế nào. Mà bản thân A Thùy cũng chưa bao giờ kể lại chuyện trước kia. Trước kia là những câu chuyện không hề có ý nghĩa nhớ càng rõ càng không chịu buông bỏ, thương tâm lại càng nhiều. Này, người có muốn ngồi xuống không? Ngọc Đoàn Nhi đã thấy hắn ngẩng đầu lên. Người đói chưa? Phương Bình Trai đặt hắn ngồi xuống ghế. Người đoán vì mỹ nữ kia sắp nấu ra cao lương mỹ vị, hay là món ngon có mùi vị mới mẻ độc đáo? Liễu nhãn không đáp, một lát sau, hắn bỗng lên giọng quát to. A à, Thủy, Choang. Một tiếng, dưới bếp vang lên tiếng vỡ giòn tan. Ngọc Đoàn Nhi và Phương Bình Trai đều ngơ ngác, chỉ nghe liễu nhãn cất giọng lạnh lùng. Đi ra. Nhà bếp yên lặng trong giây lát, cô gái áo tím vừa rồi chậm rãi bước ra, sắc mặt hơi tái đi. Ngươi, ngươi, ta làm sao? Liễu nhãn lạnh lùng nói. Ta không có ở đây, thì cô được về nhà chắc. Ai cho cô về nhà? Ai cho cô bỏ đi? Ai nói ta thua trận ta mất tích ta bị hủy dung ta gãy hai chân võ công bị phế, thì cô không còn là nô tỳ của ta hắn quay sang a thủy vén khăn che mặt lên lộ ra gương mặt máu thịt mơ hồ lại đây a thủy ngơ ngác nhìn gương mặt đáng sợ của liễu nhãn đêm nay tâm tư nàng vốn mơ hồ trong khoảnh khắc ấy lòng nàng chỉ còn một khoảng trống rỗng mấp máy môi mà không biết nói sao cho phải nàng từng được hắn cứu cũng từng bị hắn lăng nhục hai người thậm chí đã từng có một đứa con nhưng hắn hoàn toàn không biết Nàng vì hắn mà bị kẻ khác quán hận ghen ghét, cũng vì hắn mà bị đánh đập ngược đãi. Nhưng hôm nay bất ngờ gặp lại, trong lòng nàng không có trăm ngàn lời muốn nói, mà chỉ còn lại trống rỗng. Nàng chưa bao giờ hận người đàn ông này, nhưng cũng chưa bao giờ yêu hắn. Lại đây." Liễu Nhãn vụ bản đánh dầm một tiếng, thanh thế hùng hồn. Nàng chậm chậm bước về phía hắn, Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nhìn nàng, bột miệng nói: Hắn quá to như thế mà cô cũng nghe. Còn chưa nói hết câu, miệng nàng đã bị phương bình trai che lại, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng. Suỵt, bên tai nàng. Đừng nói gì cả. Ngọc Đoàn Nhi không cam tâm chút nào, Liễu Nhãn không hiểu sao, tự dưng đanh giọng đanh mặt, đổi lại là nàng nhất định sẽ tát hắn một cái rồi mắng thêm vài câu, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ? Rõ ràng là Liễu Nhãn sai mà. Tôn, Tôn chủ a à thùy đi đến trước mặt liễu nhãn đôi môi hơi tái nhợt khẽ mấp máy hạ giọng kêu một tiếng liễu nhãn ngồi trên ghế đưa tay ra nâng cầm nàng lên nhìn nàng không chớp mắt Sợ ta à a thùy cười khẽ rồi lắc đầu dùng nhan khuynh thành tuyệt sắc cũng vậy mà máu thịt mơ hồ cũng thế liễu nhãn chính là liễu nhãn chỉ như thế mà thôi ngón tay thanh tú trắng ngần của liễu nhãn hơi xiết lại giọng nói thật bình tĩnh thương hại ta sao? A à, Thùy hiểm rãi lắc đầu, nàng lẽ ra phải có rất nhiều điều muốn nói, hé miệng ra hình như định nhắc đến đứa bé, nhưng cố gắng đến đâu vẫn không thể nói ra miệng. Người đàn ông này phạm phải tội nghiệp nặng nề, hắn hại chết vô số người, nhưng hoàn toàn không phải người sống. Hắn đã chịu một phần báo ứng và trừng phạt, mà nàng lại không muốn làm hắn đau khổ thêm. Đứa bé chỉ là một sai lầm chỉ cần một mình nàng quên đi thì coi như nó chưa từng tồn tại, vậy thì cớ gì phải đau khổ ghi nhớ. Thương hại hắn ư, nhìn gương mặt đáng sợ kia, nàng cũng không thể thương hại hắn. Trên đời này có biết bao người thấp kém, một người vẫn còn đủ tự tôn và tự tin đi quát tháo người khác thì không hề đáng thương. Liễu nhãn thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng mà thê lương, bỗng ra sức giữ chặt cầm nàng. Cô yêu người khác rồi à? Hắn vừa hỏi ra câu này, Phương Bình trai liền ái chà. Một tiếng, Ngọc Đoàn Nhi thì lại ngơ ngác. Hai người đồng loạt nhìn sang cô gái áo tím bị Liễu Nhãn giữ chặt, chỉ thấy ánh mắt nàng dần trở nên bình thản, sự bình thản đến từ thái độ bình tĩnh do bất lực và bất đắc dĩ. Nàng ho một tiếng rất khẽ, "Tôn chủ, ta nói từ lâu rồi, lòng A Thủy đã thuộc về người khác." Tôn chủ tài hoa xuất chúng, dù mất đi dung mạo và võ công cũng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường hoàn toàn không cần bận tâm đến a thủy nàng nói rất nhẹ nhưng rất chân thật ta chỉ biết làm người ta đau khổ mà không biết làm sao để người ta vui sướng thật sự không có gì hay cả cô yêu ai cô làm ai vui vẻ liễu nhãn không nghe ra ẩn ý của nàng trong mấy câu này hắn nổi giận đùng đùng ta đâu có nói là bận tâm đến cô tự cho mình là đúng cô là người của ta Ta sao có thể để cô muốn yêu ai thì yêu? Ta cho phép cô muốn yêu ai thì yêu đấy à? Cô là tiện nhân chắc, không biết ngượng, lòng cô ngả về ai? Đường lệ từ chứ gì? Liễu nhãn siết chặt hơn, A Thùy bị hắn bóp đến gần như nghẹt thở. Ta, lại là đường lệ từ sao? Liễu nhãn bỗng bật cười như điên. Ha ha ha, ta biết ngay mà, dù ta thích thứ gì, muốn thứ gì, quan tâm thứ gì, y đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế phá đám ngay cả một nữ tỷ nhỏ bé như cô, y cũng phải giành giật với ta. Hắn buông tay thả A Thùy ra, âm trầm nói. Cô yên tâm, lần sau nếu còn gặp lại y, ta nhất định sẽ mang đầu y về cho cô ngắm nghía chắc y sẽ vui vẻ lắm đây, ha ha ha. A Thùy lảo đảo lùi về hai bước. Khổ khổ, ngươi, ngươi đã mất võ công, làm sao giết y được. Liễu nhãn ngừ một tiếng, phương bình trai rốt cây quạt đỏ từ sau gáy ra, nhẹ nhàng phe phẩy có chuyện đệ tử ra mặt thay, sư phụ đã mất võ công, dĩ nhiên phải cho đệ tử võ công xuất chúng thông minh tuấn tú tôn sư trọng đạo là ta đi giết người rồi. Tuy nghe nói võ công của đường lệ tử cũng vào hàng kinh thế hái tục vô cùng đáng sợ, nhưng mà, nếu ta đã dám nói nhưng, nghĩa là ta có lòng tin và bản lĩnh để nói ra chữ nhưng đó, cô nói xem có đúng không nào. Trong phòng khách vẫn tĩnh lặng như tờ, A Thùy lùi đến đứng dựa vào tường, nhìn Phương Bình trai tiêu sái ung dung. Mộc Đoàn Nhi với đôi mắt trong trẻo và Liễu Nhãn đằng đằng sát khí. Vì Liễu Nhãn, mấy người này thật sự muốn giết Đường Lệ Từ, đây tuyệt đối không phải nói chơi. Người mà nàng âm thầm quyến luyến không phải Đường Lệ Từ, nhưng dù nàng mở miệng ra cãi thì Liễu Nhãn cũng không nghe. Hắn hận Đường Lệ Từ, hận chỉ vì hận mà thôi. Tất cả lý do để hắn hận Đường Lệ Từ, hắn đều tin tưởng không chút hoài nghi bởi vì hận đường lệ từ là ý nghĩa và động lực sinh tồn của hắn làm lãnh tụ hô mây gọi gió hay đánh mất tất cả không hề quan trọng dùng nhan khuynh thành tuyệt sắc kia vẫn còn hay đã mất hoàn toàn vô nghĩa đôi chân lành lặn hay tàn phế cũng chẳng thèm bận tâm sở dĩ hắn có thể thản nhiên đối mặt có thể kiên cường sống tiếp thậm chí có thể bù đắp một phần tự tôn và tự tin hoàn toàn là do hắn hận đường lệ từ phòng khách vẫn chìm trong tĩnh lặng Nàng trầm ngâm đứng sang một bên, chợt nghĩ, thật ra cứ để cho hắn tiếp tục hận cũng không có gì sống. Nhưng Đường Lệ Từ, Đường công tử cao cao tại thượng kia, liệu có chịu để cho hắn tiếp tục hận mình như thế không? Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên ba tiếng. Cốc, 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 có mấy người sốt ruột gào lên, mở cửa, mở cửa, có người nói trong nhà cô chứa chấp người đến từ nơi khác, trông rất khả nghi. Mở cửa, mở cửa, cho quan binh tìm người. Ai dám chứa chấp hung phạm thì cùng chịu tội với chúng. Hơ. Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi đưa mắt nhìn nhau. Đêm hôm khuya khoát sao lại có quan binh? Vừa rồi ba người đi vào. A Thùy vẫn chưa khóa cửa. Lúc này chợt nghe một tiếng. Rầm, cửa gỗ bị đá văng ra. Trong mưa to bảy tám gã đàn ông mặc áo quan binh xông vào, mồm năm miệng mười quát lên. Đứng lên hết cho lão tử. Không ai được nói lung tung. Từng người đứng dựa vào tường. A à, Thủy Viễn đang đứng dựa tường, Phương Bình Trai kéo Ngọc Đoàn Nhi lui sang một bên. Ánh mắt quan binh quét một vòng qua cửa phòng khách đóng chặt, bỗng chuyển sang Liễu Nhãn đang ngồi trên ghế. Thấy hắn mặc áo đen che kín mặt, thì sinh lòng hoài nghi. Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoát sao còn che mặt, kéo xuống. Còn mấy người các ngươi nữa, đều không phải chủ nhân nơi này chứ? Rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Mấy vị này là khách đến chú mưa buổi tối. Mấy ngày nay A Thùy đã quen với chuyện quan binh thi thoảng lục soát. Tuy đường lệ từ đang ở trong phòng, nhưng người quan binh muốn cha không phải đường quốc cữu thân phận cao quý, mà là kẻ khả nghi không rõ lai lịch, nên nàng cũng không sốt ruột. Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ, mỗi nhịp phe phẩy đều đụng vào đỉnh đầu Ngọc Đoàn Nhi. Chúng ta chỉ là người qua đường ban đêm thôi, vị này là biểu đệ nhà ta, từ nhỏ đã tàn phế, mặt mũi vặn vẹo, nghe nói lúc chào đời không lại thần, đắc tội tống tử nương nương nên mặt mũi y như quỷ. Ngay cả ta cũng không nỡ nhìn, vì nếu nhìn chắc chắn sẽ gặp ác mộng, nên mới dùng khăn che mặt hắn đi. Đây là vợ chưa cưới của biểu đệ ta, đính hôn từ nhỏ, nên biểu đệ tàn phế vẫn không ghét bỏ, ái trà trà, đúng là mối chân tình hiếm có trên đời. Ba người chúng ta đến từ Tung Sơn, vốn định đi tìm một danh y cho biểu đệ chữa bệnh, kết quả trên đường đi bỏ lỡ quán trọ lại gặp phải mưa rào. May mà vị cô nương này tâm địa thiện lượng cho chúng ta vào nhà chú mưa, chúng ta thật sự không phải nhân vật khả nghi gì hết. Vẻ mặt Ngọc Đoàn Nhi khuất sau cây quạt đỏ của hắn nên không nhìn rõ, nhưng trong lòng nàng kinh ngạc vô cùng. Quả nhiên hắn rất giỏi lừa người, mới chớp mắt thôi đã bịa ra một câu chuyện có đầu có đuôi, sống động như thật. Quan Bình Nhi hoặc nhìn Phương Bình Trai, thấy hắn mặc áo vàng cầm quạt đỏ, thần thái ung dung. Ngươi nói ngươi chỉ là thường dân. Ngươi coi ta là tên ngốc hả? Thường dân ta gặp cũng nhiều rồi, có ai ăn mặc như ngươi đâu. Trời thu mưa rèn gió dữ, còn quạt cái nỗi gì? Ta thấy ngươi dễ chừng là đồng bọn với hung phạm giết người, tên ngươi là gì? Phương Bình Trai lắc đầu quầy quầy. Oan cho ta quá đại nhân ơi, cả đời ta yêu thích màu vàng, màu vàng cao quý, sáng sủa, nhu hòa, lãng mạn, có màu vàng thì sang chảnh mà bỏ màu vàng đi thì dung tục, cộng thêm màu đỏ thắm lại càng thêm chói mắt. Người nhà thấy ta từ bé đã thích hai màu đỏ vàng nên mới đặt tên cho ta là Giả Thổ. Giả là đỏ, trong ngũ hành thì màu vàng là thổ nên gọi ta là Giả Thổ. Mà biểu đệ ta từ nhỏ đã thích màu đen nên người nhà đặt tên cho hắn là Mặc Cân. Em dâu ta Hiền Lương Thục Đức, chỉ tiếc không xuất thân từ thư hương thế gia, cha mẹ đặt tên cho nàng là Tiểu Bạch, quả thực không văn nhã cho lắm. Hắn ăn nói văn hoa nho nhã nháy mắt đã đặt cho mỗi người một cái tên bằng vẻ mặt trang nghiêm đạo lý người người ngọc đoàn nhi suýt nữa đã tin tên hắn đúng là giả thổ mà không phải phương bình trai những quan binh kia ngơ ngác nghe hắn người dẫn đầu nhíu mày vậy vì biểu đệ này vén khăn ra cho ta xem mặt ngươi nào liễu nhãn hờ hững ngồi yên không nhúc nhích chẳng hề muốn vén khăn che mặt lên phương bình trai ho khẽ một cái biểu đệ ta tàn phế từ nhỏ nên tay chân không thể cử động hay là để ta làm đi hắn đưa tay vén khăn che mặt liễu nhãn liễu nhãn cũng không để tâm vẫn không hề nhúc nhích chỉ nghe một tiếng á à? rõ to quan binh dẫn đầu thấy một gương mặt máu thịt mơ hồ vặn vẹo đáng sợ giật mình nhảy lùi lại một bước được rồi được rồi mặt mũi thế kia ai mà chữa được cơ chứ trong thành lạc dương làm gì có danh y trị được chứng bệnh lạ này trừ phi ngươi tìm được thái y trong cung hừ chuyện này bất khả thi quan bình dẫn đầu phất tay khăn che mặt của liễu nhãn buông xuống nhưng trong đêm mưa thấy một gương mặt như thế cũng chẳng khác gì gặp ma đang định bỏ đi bỗng dưng hắn hỏi danh y các ngươi muốn tìm ở đâu tên là gì nghe hắn hỏi vậy ngọc đoàn nhi giật nảy mình ngay đến a thủy cũng hơi nhíu mày lại nghe phương bình trai đáp chúng ta muốn tìm danh y họ thủy tên là thủy đa bà tuy trong tên có một chữ bà nhưng lại là một người đàn ông không hơn không kém. Nghe nói người này tướng mạo tuấn mỹ, trông như một công tử văn nhã, bình sinh ham ăn biếng làm, yêu tiền như mạng. Dù có y thuật xuất chúng, nhưng danh tiếng lại không nổi cho lắm. Quan binh kia trầm ngâm nói: "Thủy Đa bà, Thủy Đa bà rằng, hình như ta đã nghe cái tên kỳ quặc này ở đâu đó rồi." Hắn nhất thời không nhớ ra. "Nếu đã vậy thì tối nay ở yên trong này chú mưa đi, đừng ra ngoài làm loạn, gần đây không yên ổn." Phương Bình Trai luôn miệng dạ vâng, mấy quan binh vẫn chưa hết hoài nghi, ngắm nghía họ mấy lần rồi sách đao bỏ đi. Mưa gió dần ngớt, mấy người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Đoàn Nhi tò mò nhìn A Thùy, cô gái nhu thuận với vẻ mặt trầm lặng, nhìn hơi lãnh đạm này chính là nữ tỳ mà Liễu Nhãn nói ư. Ngắm nghía mấy lần, nàng nhìn ra A Thùy rất xinh đẹp, khóe mắt chân mày toát ra nét phong hoa khó tả bằng lời nhưng nhìn lâu lại có cảm giác buồn bực đè nặng trong lòng, khiến người ta không vui lên nổi. Trực giác của phụ nữ với nhau mách bảo nàng rằng vị tỷ tỷ này có lẽ rất đẹp, rất ôn nhu, nhưng chắc chắn sẽ rất bất hạnh, thậm chí ai ở bên nàng cũng bất hạnh theo. Cảm giác bất hạnh ấy thấm vào xương tủy, dường như phủ lên một tầng hàn khí lạnh buốt. Nàng bất giác nhìn sang liễu nhãn, nàng không mong hắn ở bên A Thùy. Tuy rằng nếu Liễu Nhãn ở bên A Thùy thì Liễu Nhãn nhất định sẽ bắt nạt A Thùy dữ rồi, vì tỷ tỷ này nhất định sẽ không phản kháng. Nhưng mà... Nhưng A Thùy không phản kháng thì hắn cũng không hạnh phúc vui vẻ. Hắn muốn có được thứ gì đó từ A Thùy, nhưng A Thùy lại không thể cho. Ngọc Đoàn Nhi kinh ngạc nghĩ, nhưng nếu đổi lại là nàng, thì dù hắn muốn thứ gì, nàng đều cảm thấy mình có thể cho, nhất định sẽ cho được, chẳng qua hắn không muốn mà thôi hắn là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với nàng dù hắn muốn thứ gì nàng đều cố gắng cho chẳng qua nàng cũng không biết rốt cuộc liễu nhãn muốn có thứ gì từ a thùy nghỉ ngơi đi để ta làm bát mì chay cho các vị a thùy khẽ mỉm cười ban đêm gió lớn vẫn nên ăn món gì có nước dùng nóng thì hơn liễu nhãn lạnh lùng nói tiểu nha đầu không ăn gừng a thùy gịt đầu phương bình trai văn vẻ nói ta muốn thêm giấm. A à, thủy khẽ mỉm cười. chờ một lát, tiểu phương vừa rồi ngươi nhắc đến thủy đa bà là ai thế? ngọc đoàn nhi mở to mắt nhìn phương bình trai. thủy đa bà có thể chữa mặt cho hắn sao? phương bình trai bật cười ha ha. thủy đa bị ấy à? cô đã nghe câu này chưa? phong lưu lại nhàn nhã đai ngọc đeo kim hoa qua bụi cây hoa lá chân trời một gian nhà. ngọc đoàn nhi lắc đầu nàng chỉ biết liễu nhãn là nhân vật từng làm mưa làm gió mà thôi đến đường lệ từ là ai nàng còn không biết phương bình trai phe phẩy cây quạt đỏ đó là một vị nhân huynh mà trong lòng ta vô cùng khâm phục ngọc đoàn nhi kinh ngạc nhìn hắn rất ngạc nhiên vì lần này hắn không tuôn một chàng rông dài nữa người đủ sức khiến phương bình trai khâm phục và ngậm miệng là một người như thế nào đây thủy đa bà có thể chữa khỏi mặt và chân cho hắn không Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai gõ lên đầu nàng. Hắn có thể gắn đầu heo nái lên thân người, có thể trồng cà rốt thu về cải trắng, trồng cải trắng thu về khoai lang, nuôi gà trống thành ngỗng béo, nuôi ngỗng béo thành thiên nga. Cho nên nếu tìm được người này thì chắc là chữa được thật đấy. Huyết dịch trên người Ngọc Đoàn Nhi đều nóng lên, tinh thần cũng được sốc lại. Ngươi biết hắn ở đâu à? Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai lại gõ xuống đỉnh đầu nàng. Tiếc thay, ta không biết, cõi đời này cũng gần như không ai biết thủy đa bà có một người bạn tốt là tuyết tuyến tử tuyết tuyến tử có một người bạn tốt là đường lệ từ chỉ tiếc là hắn liếc nhìn liễu nhãn bằng đuôi mắt sư phụ thân yêu của ta thà nhảy xuống biển cho cá rìa tôm dìm cho rong rêu thắt cổ đến chết cũng không chịu để cho bạn tốt của bạn tốt của đường lệ từ cứu và lại muốn mời thủy đa bà ra tay cứu người cần trăm lượng vàng trở lên ta thấy dù có bán cô đi ba bốn lượt cũng không kiếm được ngần ấy tiền đâu dù sao bản thân sư phụ còn chẳng để tâm, thì cô việc gì phải cuống lên lo dùm sư phụ chứ. Ha ha, lẽ nào không để tâm thì khỏi cần chữa nữa. Ngọc Đoàn Nhi trợn trắng mắt nhìn Phương Bình Trai. Hắn ra nông nỗi này rất đáng thương. Phương Bình Trai há mồm cứng lưỡi, đành bật cười ha ha. Dù hắn dẻo mồm dẻo miệng, có thể tả tu la thành quan âm, tả heo nái thành tiên nữ, nhưng trước mặt Ngọc Đoàn Nhi vẫn luôn ăn quả đắng. A à, Thủy đi làm mì dưới bếp, nghe mấy người trong phòng khách nói những câu chuyện vụn vặt đôi khi trong lòng nàng cũng cảm thấy trống trải họ đều thật lòng quan tâm liễu nhãn muốn gặp một người thật lòng đối xử tốt với mình khó biết bao nhiêu nàng hiểu rõ hơn ai hết có lẽ vì hắn mang trên mình tội lỗi thật ra không đáng phải chịu nên trung quy vẫn tương đối may mắn nhỉ vớt mì lên chia vào ba bát xứ nàng tập trung làm mì chay nhưng vẫn lẳng lặng nghe ngóng động tĩnh trong phòng khách phòng khách vẫn tĩnh lặng như tờ cứ như bên trong vốn không có ai vậy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn